Xin chào bà con, xin chào các bạn. Hôm nay bà con nhà các bạn có khỏe không? Nếu như bà con nhà các bạn khỏe thì Lâm xin mời bà con nhà các bạn cùng Lâm một chuyến. Chúng ta đi tìm một loại nguyên liệu. Cái loại nguyên liệu này nó sẽ giúp cho bà con mình bổ thận nè, rồi bổ phổi, rất tốt cho gan mật. Bên cạnh đó thì khi bà con dùng cái bài thuốc từ cái nguyên liệu này, nó sẽ giúp cho bà con rất là mạnh gân cốt ha, khỏe gân cốt. Những người nào tay chân yếu không có lực á, thì nên tìm cái loại dược liệu này. Loại dược liệu này thì trong Đông y nó có cái tên là Hoàng Kỳ Nam. Nó có thể thay thế một cái nguyên liệu quý ở trong Đông y đó, Hoàng Kỳ. Vậy thì cái tên chính xác của nó hay là hình ảnh của nó đó, thì bây giờ Lâm mời bà con và các bạn chúng ta cùng đi tìm kiếm ha. Rồi sau đó Lâm sẽ thông tin đến cho bà con chính xác về cái tên gọi của nó mà bà con mình thường hay gọi. Rồi bây giờ Lâm mời bà con, Lâm mời các bạn. Thì bà con cũng nhìn thấy đây là một cái khu rừng chòi. Cái loại cây mà hôm nay Lâm muốn mời bà con và các bạn cùng đi tìm ấy, thì nó thường mọc ở các rừng chòi bà con, mọc rất là nhiều. Loại cây này thì nếu như người nào mà thường xuyên vào những cái đám rừng chòi á, thì sẽ bắt gặp rất là nhiều. Đây là một số các quang cảnh mà cái khu vực gần cái cây nó sống. Lâm muốn quay lại cho bà con quan sát ha. Để sau này nếu như bà con có tìm kiếm thì bà con cũng biết được những nơi mà nó thường sinh sống. Vậy thì cái nguyên liệu của chúng ta là cây này nè bà con. Cây này chắc là bà con biết đúng không ạ? Cây này là cây vú bò ha, vú bò, vú chó thì cũng là hắn. Nhưng mà quan trọng là tùy theo vùng miền chúng ta gọi thôi ha. Ở đây thì trái này nó cũng gần chín rồi bà con. Đây, cái trái nó chín rồi đó bà con. Đó, để làm quay rõ cho bà con xem ha. Thứ nhất thì Lâm muốn bà con nghe nhận diện cái nguyên liệu mình cho thật là rõ, đúng không? Đây, cái trái non nó là như thế này, còn cái trái chín của nó là như thế này nè bà con. Như thế này là chúng ta ăn được rồi ha. Nó có vị ngọt ngọt, nó dễ ăn lắm, bà con có thể ăn trái này. Cái bộ phận làm thuốc của cái cây này thì chúng ta sẽ dùng cái rễ và cái vỏ rễ của nó nha bà con ha. Rễ và cái vỏ rễ. Ở đây thì là cái trái chín nè bà con. Ở bên trong trái thì nó như thế này, nó có rất là nhiều hạt. Đó, bà con nhìn thấy được không? Nó gần giống như trái sung đúng không bà con? Nó ngọt lắm, như thế này là chúng ta ăn được rồi. Bà con cũng nhìn thấy kỹ đúng không? Bên ngoài trái nó rất là nhiều lông. Đây, lá của nó cũng vậy, nhiều lông lắm bà con. Đó, cái lá nó rất là nhiều lông. Cây nó thì hình thức như thế này, cách mọc lá của nó thì nó mọc không hẳn là đối nhau đâu bà con. Đây, cây này bà con dễ quan sát này, trên dưới chứ không phải là đối nhau. Cái hướng thì đối nhau nhưng mà nó trên dưới ha. Đây, trái chính của nó thì như thế này. Vậy thì cây này nếu như bà con sử dụng làm thuốc á, thì bà con có thể thu hoạch quanh năm luôn. Cây này thì nó cũng cái dạng là loại cây lâu năm nhưng mà nó không được lớn lắm nha bà con. Đó, trái nó hình thức như thế này. Vậy thì cái bộ phận mà chúng ta sử dụng làm thuốc á, thì Lâm xin nhắc lại nó là chúng ta sẽ dùng cái phần rễ và cái phần vỏ rễ của cái cây này để chúng ta làm các bài thuốc trị bệnh. Cụ thể trong bài chia sẻ này thì Lâm sẽ mang đến cho bà con một số cái bài thuốc, chủ yếu là chúng ta dùng một cái bài thuốc ngâm rượu để giúp cho bà con bổ thận nè, rồi bổ phổi nè, rồi có lợi cho gan mật của bà con. Những người nào dùng cái bài thuốc ngâm rượu này á, thì nó có tác dụng là trị những cái biểu hiện, ví dụ như tay chân của bà con bị yếu mỏi đúng không, không có lực, thì chúng ta dùng bài thuốc này, chúng ta ngâm rượu rồi chúng ta sử dụng hàng ngày, như thế thì nó được lâu dài hơn. Đồng thời thì nó cũng trị bệnh cho bà con rất là dễ dàng. Cây này thì nó còn trị được cái bệnh phong thấp nữa bà con, phong thấp rồi viêm viêm khớp mãn tính đấy. Cây này nhìn thấy nó vậy chứ nhiều tác dụng tốt lắm. Cây này là có cái tên trong Đông y gọi nó là Hoàng Kỳ Nam, bởi vì nó có khả năng là thay thế cái vị thuốc Hoàng Kỳ ở trong cái Đông y đó. Cho nên là nó rất là quý. Nó quý ở chỗ là nó có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể chúng ta. Ngoài việc nó làm được những cái việc trên thì nó còn giúp cho bà con bổ khí huyết nữa ha, bổ khí huyết. Cho nên Lâm nghĩ cái bài chia sẻ này rất cần thiết đối với bà con mình, bởi vì những cái bài thuốc bổ mà nó rẻ tiền như thế này thì cần thiết phải chia sẻ cho bà con. Rồi bây giờ chúng ta đến với bài thuốc nha bà con. Vậy thì
khi chúng ta tìm được cái cây này, bà con thu hoạch cho Lâm cái phần rễ và cái phần vỏ rễ của nó ha, phần rễ và phần vỏ rễ. Nếu như bà con ngâm thuốc để trị bệnh thì bà con cứ lấy tỷ lệ là 100g ha, từ 100 đến 150g cái nguyên liệu rễ và vỏ rễ của cái cây này, nhưng mà đã được phơi khô sao vàng rồi. Có nghĩa là sau khi bà con thu hoạch cái rễ hoặc là các vỏ rễ của cái cây vú bò này thì bà con đem về rửa sạch sẽ rồi ta sắc mỏng mỏng ra, chúng ta đem phơi khô. Phơi khô xong thì bà con tiến đến bà con sao vàng lại. Khi sao vàng xong thì cái liều lượng của nó tương ứng là từ 100 đến 150 gram, tương đương cho 1 lít rượu gạo. Thì bà con có nguyên liệu nhiều thì bà con sử dụng rượu nhiều, đúng không? Nguyên liệu của chúng ta là cứ khoảng từ 100 đến 150 gram cái nguyên liệu đã được sao vàng, phơi khô sao vàng, nó tương ứng với là 1 lít rượu gạo. Bà con có nhiều thì dùng nhiều ha. Thì khi ngâm rượu như thế này khoảng 15 ngày là chúng ta bắt đầu sử dụng rồi. Trong cái quá trình ngâm rượu thì bà con nhớ lắc đều cái hũ rượu và bảo quản cái hũ rượu của chúng ta ở những cái nơi mà nó thoáng mát các bà con, để cho cái chất lượng rượu nó tốt. Mỗi một ngày bà con chỉ sử dụng tối đa là từ 20 đến 25ml rượu này thôi nha bà con. Rượu này nó bổ, nó rất là bổ, cho nên nó tác dụng với cơ thể của chúng ta là nó rất là cao. Bởi vậy bà con đừng có sử dụng liều lượng nó quá, như thế thì nó sẽ gây ra tác dụng phụ cho bà con. Vậy thì cái rượu này nó làm được cái gì? Rượu này thứ nhất nó giúp cho bà con bổ thận nè, bổ phổi nè, có nhiều tác dụng tốt cho cái gan của bà con ha, cho cái gan của bà con. Rồi nó lại trị những cái bệnh tức thời, ví dụ như bà con bị đầy hơi chướng bụng, đúng không? Đầy hơi chướng bụng rồi kém ăn đó, bà con gọi là có cảm giác không thèm ăn thì cứ sử dụng cái rượu này. Rượu này nó có những tác dụng đó. Ngoài những cái việc nó làm ở trên thì nó còn giúp cho bà con trị những cái bệnh, ví dụ như là bà con bị phong thấp, đau nhức xương khớp, đúng không? Ở dạng thấp thì chúng ta cũng dùng cái loại rượu này luôn. Nó sẽ cùng một lúc làm được rất là nhiều việc. Vì thế cho nên Lâm chú ý với bà con là khi chúng ta đã được cái hũ rượu này rồi thì chúng ta nên sử dụng đúng liều lượng. Bởi vì tác dụng của nó thì chỉ ở một cái mức giới hạn thôi. Bà con không thể nào lạm dụng nó. Tại vì lạm dụng đôi khi nó không tốt mà nó lại có những tác dụng phụ xấu đến bà con. Đó là cái cách mà chúng ta ngâm rượu, sử dụng lâu dài, trị một lúc cùng nhiều bệnh, đúng không? Những người nào mà khi lao động mà cảm thấy tay chân mình không có lực, nó quá yếu so với cái cơ thể chúng ta đó, thì bà con cứ nên dùng cái bài thuốc này ha, bài thuốc ngâm rượu từ cái cây vú bò này. Bà con chú ý nha, chúng ta chỉ sử dụng cái phần rễ và phần vỏ rễ của cái cây vú bò này để làm bài thuốc thôi. Còn nếu như bà con muốn dùng cái rễ và vỏ rễ để trị các cái bệnh, ví dụ như là phong thấp, đúng không? Phong thấp nè, rồi viêm gan ở những cái giai đoạn đầu á, có nghĩa là giai đoạn nhẹ, giai đoạn mới bắt đầu á con, hoặc là bà con muốn cho những cái tác dụng ví dụ như trị những cái bệnh yếu tay yếu chân, tay chân không có lực đó, hoặc là bà con muốn trị những cái bệnh viêm gan ở giai đoạn đầu, thì bà con có thể sử dụng liều lượng thuốc sắc với cái liều lượng là nếu như tươi thì bà con có thể sử dụng từ là 4 đến 60g tươi cái rễ và cái vỏ rễ nha bà con. Còn nếu như mà khô thì bà con chỉ việc sử dụng từ 20 đến 30g khô thôi. Nếu như khô thì bà con phải sao vàng xong rồi mới tiến hành nấu thuốc. Bà con nấu thuốc thì chúng ta lại nấu dưới 5 hoặc là 6 bát nước, còn lại 3 bát chúng ta chia ra chúng ta sử dụng. Thì ở đây là cái bài thuốc sắc trị những cái bệnh Lâm vừa kể trên, đúng không? Còn nếu như cái nguyên liệu tươi mà chúng ta để chúng ta nấu thuốc thì bà con nên chú ý rằng cái khâu vệ sinh rất là quan trọng. Thường thì cái rễ và cái vỏ rễ của cây vú bò này thì nó sẽ rất là dính rất là nhiều bùn đất đó, bà con phải sơ chế sạch sẽ rồi sau đó chúng ta mới làm bài thuốc để nó hợp vệ sinh, đúng không? Đó, đó là một số bài thuốc mà trong bài chia sẻ này Lâm muốn mang đến cho bà con. Ví dụ như bà con muốn dùng cái cây vú bò này lâu dài thì chúng ta có thể sử dụng cái lượng rễ nó nhiều xíu, chúng ta ngâm rượu để chúng ta sử dụng cho nó tiện. Cây này thì bình thường Lâm bắt gặp thì Lâm sẽ hái những cái trái như thế này nè, những cái trái như thế này là Lâm bắt đầu làm ăn được rồi đó. Nó chỉ có cái phần lông bên ngoài, nếu như người nào chưa ăn thì hơi sợ, hơi nhám nhám, đúng không? Bà con để ăn luôn cũng được. Còn nếu như người nào kỹ thì chúng ta chùi cái phần lông để chúng ta ăn thì nó có cái vị ngọt ngọt lợ lợ ha. Cây của nó trái rất là nhiều, bà con có thể quan sát lại ha đó. Trái nhiều lắm bà con, đó quá trời trái luôn. Cây này thì tùy theo vùng miền ta có nhiều tên gọi khác nhau thôi. Những điều mà đáng chú ý về cái cây Hoàng Kỳ Nam hay là cái cây vú bò này
Thì Lâm nghĩ Lâm đã nói rồi, đúng không? Lâm đã chia sẻ rất là kỹ cho bà con rồi. Bà con sẽ chú ý vào cái phần chia sẻ của Lâm để có được những cái cách mà chúng ta sử dụng cái nguyên liệu nó cho phù hợp, đúng không bà con? Mà Lâm xin chú ý lại với bà con một lần nữa là cái thân của nó nha bà con. Cái thân của nó đây, bà con nhìn kỹ nè, rất là nhiều lông đó. Lông nhiều lắm đó. Như thế này mới gọi là cây phú bò. Hai tên gọi khác là Hoàng Kỳ Nam. Nó có rất nhiều tên, có người gọi là phú chó. Chắc là Lâm nghĩ cái trái nó như thế này nè. Đó, cái hình thức trái nó như thế này cho nên tôi gọi là phú chó nè. Lâm thì cũng không giải thích được cái vấn đề này ha. Lâm chỉ muốn là quay thật cận cảnh những cái nguyên liệu của Lâm. Mong rằng những khán giả trên kênh của Lâm sẽ có được những cái hình ảnh gọi là rõ nét nhất hoặc là dễ nhận biết nhất về những cái nguyên liệu mà Lâm chia sẻ về tác dụng làm bài thuốc. Rồi, về hình ảnh nè, về cách dùng nguyên liệu nè, chắc là Lâm nghĩ Lâm đã chia sẻ đầy đủ rồi, đúng không bà con? Vậy thì bây giờ Lâm xin chúc sức khỏe bà con nha. Video đến đây thì Lâm xin phép được ngừng ha. Nhưng mà trước khi kết thúc video thì Lâm muốn là bà con mình luôn luôn khỏe mạnh ha, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Kể cả gia đình của bà con thì Lâm cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng trong thời gian tới thì bà con sẽ có được những cái bài thuốc quý từ Lâm. Nhưng mà muốn được điều này thì đối với những người mà chưa đăng ký kênh của Lâm thì có thể vui lòng đăng ký ha, nhận cái biểu tượng chuông, nhận tất cả thông báo. Thì khi mỗi lần mà Lâm đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được ha, nhận được những cái video mới nhất từ Lâm. Còn nếu như các bạn muốn xem lại những cái video trước đó mà Lâm đã đăng mà các bạn chưa xem được thì các bạn có thể lên YouTube ha, search vào cái khâu tìm kiếm cái chỗ kính lúp đó bà con. Bà con bấm vào đó cái từ là Phan Lâm Vlog ha, Phan Lâm Vlog thì nó sẽ ra tất cả các video trên kênh của Lâm. Bà con có thể tự tìm kiếm coi cái video nào phù hợp với mình. Rồi, bà con bấm vào xem và tìm hiểu rõ hơn về những tác dụng mà những cái cây thuốc hay là những cái nguyên liệu nó rất là gần gũi với bà con. Nhưng mà khi chúng ta khai thác nó đúng cái mục đích thì thật sự nó là một cái loại dược liệu rất là quý. Còn bây giờ thì Lâm sẽ chào bà con. Xin chào các bạn. Hẹn gặp bà con và các bạn ở những cái video tiếp theo nha.